Rồi xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay là ngày 12 tây tháng 4. Em lại tiếp tục lên cho mình cái lô máy cắt cỏ và xịt thuốc nha anh em. Lô ở đây hiện tại đang có cho mình là 10 cây ha, là lô chữ B và có hai cái đầu máy gời nè. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này thì em có dùng Zalo nha. Thì hình thức mua bán bên em sẽ bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Là hàng tới nơi là mình có quyền được kiểm tra máy, có quyền giật nổ thử luôn. Bao ship tận nhà là ví dụ anh em chốt cái con máy như con B1 đi. B1 hiện tại đang là 1,2 triệu nè. Đó thì anh em tới nơi anh em chỉ trả đúng 1,2 triệu thôi, không có thêm bất cứ một cái phí nào hết trơn ha. Không lấy cọc là anh em đặt hàng là chỉ việc cho em địa chỉ và số điện thoại thôi, là em giao tận nhà luôn. Anh em không có mất trước một cái đồng tiền cọc nào hết nha. Rồi phụ tùng đi kèm với mình đối với cắt cỏ thì sẽ gồm là 7 món ha. Thứ nhất là cái cọng dây đeo. Thứ hai là cái lục giác 4. Thứ ba là cái ổ cắt bằng cước hay gọi là ổ cắt găng đó. Thứ tư là cái tiếp mở bugi. Thứ năm là cái chắn cỏ hay còn gọi là cái cặn cỏ nha anh em. Cái món thứ sáu là cái lưỡi dao hai cạnh, lưỡi này thì nó là lưỡi mới ha. Và cái thứ bảy là cái nón nha anh em, cái này là cái gọi là cái phụ kiện nha. Đó anh em đi vườn đi ruộng rất là mát, cái vành rất là rộng anh em. Em đặt cái nón này là cái vành là mát xay luôn nha anh em, xay bự nhất luôn rồi nha. Đó đi ruộng là bao mát luôn nha. Là tổng cộng 7 món này đi kèm cho mình là tặng anh em, không tính tiền nha. Còn hai cái món này là hai cái món em bán kèm theo. Anh em mua thì tính tiền thêm ha. Đây là cái nhớt phải xăng nè. Máy này thì đối cho máy xài máy 2T 2T á, một bình này là 1 lít giá là 100.000. Nếu anh em pha tỷ lệ 1 lít xăng 40cc nhớt là mình pha được tới 25 lít xăng nha anh em. Phải nói rất là nhiều luôn. Thì anh em bóp cái bình bự nè. Đó là nhớt chạy bình nhỏ cho mình luôn ha. Đây nó có vạch canh 40 nè. Anh em chỉ việc là bóp tới cái vạch nhớt là tới đó là anh em pha với lít xăng giùm em. Một bình 100.000 nha. Cái món thứ hai là cái bơm nước hay gọi là bơm đuôi nha anh em. Cái này thì 150.000 một cái ha. Cái này nó tiện cái là mình gắp trực tiếp vô cái đầu bò mình xài luôn. Nó rất là tiện nha anh em, nó không có bị gòm gại chân ha. Rồi địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, ở gần ủy ban xã Trung Hưng. Anh em xem clip nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cái ủy ban xã Trung Hưng anh em bây giờ nói ngắn gọn là gần góc cầu Cái He anh em, cho đơn giản. Tại vì tầm tháng 2 tháng nữa em về lại cái chỗ mới rồi. Thì giờ tới góc cầu Cái He đi. Rồi khi nào về chỗ mới thì em sẽ báo cho anh em cái địa điểm sau ha. Rồi em có hai cái đầu máy anh em, số 1, số 2. Bây giờ em test trước cái đầu số 1. Số 1 này là con Mitsubishi T130 nha anh em. Cái dòng máy này hôm thời điểm trước là em có nói với anh em á, có khách xài cái loại này nè anh em. Mà khách ổng xài là ổng xài nó bền tới nỗi mà 10 năm á anh em, xài 10 năm rồi mà nó chưa hư. Là nó trục chặt như là bố nè, mòn hai bố này IC hư, IC thay IC bình xăng con dơ suốt bình xăng là xài, còn bộ nồng nít là kia đã xài đúng 10 năm luôn anh em. Là anh mua con máy bự hơn anh xài thôi, chứ con máy của anh 130 xài vẫn tới còn ok. À, anh nói một cái là giật mình luôn anh em về cái độ bền của nó. Nồng này 32 ly ha, nó 23cc, công tắc nằm đây. Cái gì bên em đã làm nổ con lành này, thì khi mà anh em chốt cái con này á, em sẽ tặng cho mình là một cái bố nè và bốn ốc tôm. Anh em nào ở nhà có cái cần thẳng thì anh em gáp vô anh em cắt cỏ, còn mà anh em không gáp cắt cỏ thì anh em có thể gáp vô cái thùng xịt thuốc anh em xài. Máy thì đã làm nghiêm chỉnh này. Dạ vậy thì anh em gắp cái bố vô này anh em xài thôi ha. Rồi con số 1 này 900.000 bao ship nha anh em. Số 2. Thì giống như con số 1 á, số 2 này thì anh em chốt em cũng sẽ tặng cho mình là cặp bố nè và bốn ốc tôm ha. Nó khác cái là nó khác về công suất thôi.
Thằng này thì nồng nó 30 ly, công suất nó 20cc, cái hiệu của nó là hiệu Maru 20. Đó, về thì anh em công việc là anh em gáp vô là anh em xài thôi, không cần phải làm gì trơn á. Cắt cỏ thì gáp vô cần thẳng, còn không có cần thẳng cắt cỏ thì mình gáp vô thuốc. Máy thì cũng đã làm nghiêm chỉnh cho anh em rồi. Nhảy nổ ngon lành luôn nha. Rồi, cái đầu số 2 này 800.000 bao ship nha anh em. Phụ tùng đi kèm của cái dầu này là sẽ là một cặp bố và hai con bốn ốc tôm nha. Số 2 800.000 bao ship. Rồi, nếu như anh em nào mà ở nhà chưa có cái gì hết trơn á, nói chung là từ trước giờ chưa xài, chưa có gì hết trơn á, thì bắt đầu từ con B1 cho tới con B9 là anh em nên chốt. Tại vì ở đây là đã đủ đồ hết rồi nè, và có phụ tùng đi kèm cho mình luôn. Rồi, vô con đầu tiên, con B1. Từ B1 cho tới B9 anh em là nó khác nhau về cái công suất máy thôi, như là nòng và cái CC thôi. Ở cái đó cái nhu cầu anh em sử dụng thôi ha. Thì như B1 đồ nào là mấy con này là phù hợp mình đụng gia đình, tại vì công suất nó nhỏ ha, có 30 ly 20cc thôi. Mà được cái là nó zin nguyên bản, với lại cái đời Maru là một cái đời máy chạy rất là đầm máy nha, nó đợi cho nên là nó rất là bền và đặc biệt là tiết kiệm xăng. Bình xăng con zin quanh gồ nè. Bình xăng lớn con này nó cũng là bình zin cho mình luôn. Đây, trong lốc nó có nhập bách in da băng cho mình luôn nè ha. Chữ thì là chữ nhập nổi cho mình luôn. Đó, tôm liền, tôm nhựa nha anh em. Tôm thì bao trắng, bao sáng luôn. Rồi, công tắc thì công tắc ấn này ha, rất là dễ sử dụng nha. Ốc nè, trắng tươi luôn anh em, rất là đẹp. Tay lái đôi, ghe giữ nha. Láp trắng cỏ đầu bò zin nè, tem mát là gần như còn nguyên si hết cho mình luôn. Trên láp nó có ghi cho mình luôn ha, 20cc nè. Maru, Yanma, thông số đầy đủ hết luôn nha. Còn đây là zin nguyên bản cho anh em, áo thì nó liền lạc, không bể vỡ, bô thì còn trắng sáng luôn ha. B1 giá 1.2 triệu nha anh em. B2. B2 là con xin đi qua ha, con này nòng 32 ly nha, 23cc, đời là máy bu ghi đứng nha. Chạy nó đánh lửa rất là ok anh em, đánh lửa rất là khỏe luôn ha. Ở đây thì bên em đã lên cho con này là bình xăng con 2 kim mới. Tại vì bình zin nó là bình bít tông ga ha, chạy thì nói chung là nó không có được nhảy nổ cho lắm. Cho nên là bên em về, bên em gắp lại cho mình 2 kim mới chạy cho nó ngon. 2 kim quanh gồ nha. Đây chữ quanh gồ này chà bá luôn. Chân chống bằng sắt luôn nè, rất là chắc chắn luôn. Tôm gời, tôm nhôm luôn nha. Đó, nó sơn đều ghen ha. Công tắc ấn nè. Rồi, tay lái đôi, gai giữ nha. Tay này tay sắt, có phần thì nó hơi hang rỉ, nhưng mà độ bền là bao cho anh em chắc cú luôn. Xài nó là rất là ok luôn nha anh em, rất là bền luôn ha. Láp nè, tem còn đầy đủ luôn. G23, đầu bò, chén kẹp đầy đủ nha anh em. Phụ tùng đi kèm nữa, về thì việc là anh em châm xăng pha nhớt vô, gắp lưỡi là xài thôi. Tên máy nè, modem S23, số xe ghi là 1036527 ha. Rồi, con B2 giá 1.1 triệu nha anh em. B3. Xíu nè, cái này gió nó hơi dư nha. Lên ga chỉnh.
vô miếng gió thôi anh em là nghe tiếng máy nó khác liền ha, nó dư quá chạy đâu có nổi. Rồi coi là con Shindewa 2004 nè, nồng 33 ly 24C anh em. Con này nó cũng là máy bu ghi đứng luôn. À, bình xăng con thì nó là bình xăng con 2 kim mới, 2 kim quanh gồ nha. Đó anh em chỉ xài đúng bình xăng lớn quanh gồ thôi. Ở bình xăng con quanh gồ thôi. Số xe ghi máy nè, 00017 08 ha. Made in Japan đầy đủ nha anh em. Tôm thì nó là tôm liền, tôm nhựa. Bát ga công tắc thì nằm trên láp cho mình luôn, rất là tiện luôn nha anh em. Tay lái thì nó là tay lái đơn nè, thì anh em nào xài quen thì nó sẽ rất là gọn. Còn nếu như anh em xài không quen á, muốn đổi tay đôi thì lúc mà mình chốt hàng báo bên em sẽ đổi cho mình bộ tay đôi ra giữ, đổi cho mình là miễn phí ha anh em. Láp đầu bò đầy đủ ha. Đây, đó, Shindewa Clyde 2004. Rồi, B3 giá 1.3 triệu anh em. B3 33 ly 1.3 triệu. B4 B4 là con Estin SS 2201 nha. Nếu anh em đã xài qua dòng máy cưa của Estin rồi anh em sẽ biết về cây độ bền. Thằng này phải nói là rất là bền luôn anh em. Nó nói đơn giản rất là bền thôi. Tại vì nó là hàng của thằng Đức xuất Nhật nha. Nòng 32 ly 22C, nói chung anh em cắt cỏ cứng cỏ bự, anh em cắt bằng lưỡi dao là bao mướt bao khỏe luôn rồi. Tại vì thường mấy thằng Estin là chuyên về dòng khai thác không à. Con này bình xăng con zin quanh gồ nè, bình xăng lớn nó cũng là bình zin cho mình luôn. Cái nắp nó có cái gờ để mình vợ mình dặn em, nó có cái thế để mình mở này ha, thiết kế rất là hay. Tâm liền tâm nhựa nha, đây tem mát còi đủ nè, Estin công tắc ấn nha anh em, rất là dễ sử dụng ha. Ốp eo zin anh em rất là mềm mại, cái này khi mà anh em cắt cỏ cái phần này tùy vào eo nè, anh em cắt thời gian lâu dài này kia đồ nó sẽ rất là đỡ cái đau nha anh em. Đây trên đây còn chữ Estin luôn này ha, ta đây đôi gai giữ nha, láp trắng cỏ đầu bò zin nè, đầy đủ cho mình hết. Con này trắng cỏ hình cỏ sò này. B4 giá 1.350.000. B5 là con Ryobi, con này đời của thằng Geno Komatsu nha anh em. Nòng 32 ly 23cc ha, chụp giật trợ lực bồ nè, trắng sáng luôn đó, rất là mới nha. Bình xăng con thì đã lên cho anh em là 2 kim mới nha anh em, quanh gồ. Bình xăng lớn, bình zin, hai cục cao su còn bao dày bao cao luôn. Nó có hai công dụng nha, thứ nhất giúp cho bình xăng không bị châm đất, thứ hai là anh em để đất nó sẽ có độ bám nè. Đó là cái cục cao su này tới hai công dụng luôn nha. Rồi tâm liền tâm nhựa ha, bao trắng luôn em ơi, tem còn nè, đó ao luôn. Rồi tay lấy đôi, cái ga con này thì anh em nhớ lưu ý nha, mình kéo này vô nè, mình hạ cái này xuống buông là tự động nó chảy về, công tắc thì nằm trên tay ha. Láp đầu bò đầy đủ nha anh em, tem mát còn nguyên si luôn. Nhà lỏng có tay ga xíu đây, tay nhà lỏng là ga xíu đó, láp là tem quá đẹp luôn em, láp rất là mới luôn ha, bóng bẩy cực kỳ luôn, cực kỳ mới luôn nha anh em, tem mát còn nguyên si luôn ha. Rồi cái này nãy cái con ngóc nó hơi cứng nha, nè bây giờ anh em bóp nè, buông ra là nó nhảy về đó, về đúng chuẩn nha anh em. Tại nãy con ngóc nó hơi cứng. Rồi B5 giá 1.3 triệu nha anh em. B6 Maru 23 nòng 32 ly 23cc, con này ám màu xanh đậm nha. Cái lợi thế của cái màu tối này á là khi mà anh em sử dụng sình bùng nó văng là anh em không thấy dơ anh em, là cái lợi thế của cái màu tối. Con này chụp giật trợ lực lớn chỉ thèo nha, kéo lên hết dây nha anh em, buông xuống nó chạy ha.
Rồi bình xăng con thì nó là bình xăng con xin quanh gồ, bình xăng lớn thì đã thay mới nha. Trong nóc thì không ai hiếu cho anh em là Made in Japan, chữ dập nổi ha. Còn đây là cái dàn số seri anh em, cũng dập nổi cho mình luôn. Tôm liền, tôm nhựa, bao sáng bao trắng luôn nha. Đó, bao trắng sáng luôn, công tắc nè, lên là mở, xuống là tắt nha anh em. Mấy cái lạc gạt này anh em nhớ ha, khi mà mình gạt xuống tắt rồi mình nhớ gạt lên mở liền, để nhiều khi mình hay quên. Ta lấy đôi ra giữ nè, láp trắng cỏ đầu bò zin cho mình, tem mát đầy đủ anh em, rất là đẹp nha, láp cùng bóng bẫy cực kỳ luôn ha. B6 giá 1.450.000, B7 là con Ryobi anh em. Con này nó cũng là dòng Zeno Komatsu ha, mà anh em còn hay gọi cái dòng này là dòng Ryobi trái táo á, còn em thì em gọi là Ryobi dương tiễn anh em, tại mấy cái lỗ hông hơi của nó nè, nhìn như mấy con mắt dương tiễn vậy đó, nên giống như phim Tài Hiên Ngộ Không hồi xưa anh em. Ủa Tài Hiên Đại Thánh chứ, ồ người ta là Tôn Ngộ Không chứ, Tài Hiên Ngộ Không nói bị lẹo anh em đó. Cái này anh em gọi là Ryobi trái táo, không anh em gọi vừa mắt Ryobi dương tiễn cũng được nha. Nòng 34 ly 26 cc. Con này thì chụp giật nó cũng có trợ lực nè. Máy là máy bu ghi đứng ha. Bình xăng con này thì là bình xăng con zin theo máy cho mình nha. Đây. Đó, bình xăng con zin nha anh em. Bình xăng lớn là bình theo zin theo máy luôn. Đây bình xăng lớn zin luôn nha anh em. Rồi, tấm liền, tấm nhựa nè. Dạng ươm luôn ha, không bay vỡ nha. Tay lái là tay lấy đôi. Gai giữ, công tắc thì nằm trên tay nè, công tắc ấn nhả nhả rất là nhẹ nhàng ha. Láp trắng cỏ đầu bò zin cho mình nha anh em. Rồi tem mát đầy đủ. B7 giá 1.500.000 nha anh em. B8 con Maru 26 nha. Con này không có khác gì mấy thùng luôn anh em. Anh em nhìn cái dàn đầu nè cho tới cái dàn lắp nè, nó chẳng khác gì là một cái mấy thùng luôn. Áo quá đẹp. Con là bóng cực kỳ bóng luôn nha anh em. Mặt trước nè, không nám khói, không có dơ luôn ha. Bình xăng lớn này là bình zin luôn, như chưa đổ xăng nè, còn gon còn tem luôn. Cực kỳ mới nha anh em. Cao su nè. Quá đẹp. Nồng trắng tươi luôn ha. Không khác gì một con mấy thùng luôn. Rồi tấm liền, tấm nhựa nè, công tắc là công tắc zin theo máy luôn ha. Tay lái thì con này là tay lái đôi. Ga bóp nha anh em, bóp này bóp zin, bóp mỏ dịch. Quá xịn sò, bóp nè. Mới ken xà bèn luôn ha, chẳng cỏ zin luôn. Trên lắm nó có ghi cho mình là 26cc này nha. Maru vàng ma ha. Quá đẹp luôn anh em ơi, siêu phẩm nha. Đó, con này em bán xả nha anh em, bán giá xả có 1.800.000 thôi. Cái thời điểm này bán giá phải rẻ cho anh em mới có hàng đi được, chứ cái này giá nó hơi cao là hơi khó đó, cho nên là anh em thời điểm này anh em mua máy được phải gọi là máy ngon mà giá phải gọi là cực kỳ rẻ luôn. B8 giá 1.800.000. B9 chính là con Kawasaki TJ27, nòng 35 ly 27 cc ha. Dòng Kawasaki thì cái đầu tiên mình nói đến với nó là nó cái đời máy rất là bền luôn nha anh em. Về máy móc của nó phải gọi là siêu bền luôn. Nó đặt cái độ chất lượng lên hàng đầu luôn nha. Con này bình xăng con là hai kim zin luôn, hai kim quanh gồ nè, quá xịn sò luôn ha. Máy ngon mà phụ kiện đi kèm VIP cái nữa quá đỉnh luôn này. Đó, bình xăng lớn thì nó có cái nắp bình xăng, nó còn cái gon giữ nắp nè, và nó có cái dàn đế bằng nhựa luôn. Đây.
chụp giật cho lượt nha. Hồi nãy thằng thợ em nó kéo lên tính tạo cái chớn mà giật mà về kéo lên cái chạy luôn à, quá chạy nhạy luôn, vừa nhạy nổ mà lại nhẹ giật nữa ha. Đây TJ 27 nè, 27 nè, số xe ghi là 022304 nha. Tôm liền, tôm nhựa. Công tắc thì anh em nhớ lưu ý, lên là mở, xuống là tắt nha. Một cái loại công tắc mà anh em hay gặp ở thằng Kawasaki rất là nhiều ha. Ta đây rồi, ga giữ nha. Lát cắn cỏ đầu bòi zin em, cho lực có đã. Nhẹ nhàng lên một gang tay là chạy luôn. B9 giá 1.8 triệu. Rồi B10. Con này xịt khỏe lắm nha anh em. Con Echo xịt thuốc rất là khỏe. Bỏ găng ti, anh em thấy găng ti không? Đưa lên ga đó nha. Từ cái khoảng cách nè, từ đây nè, mà nhìn em tới cái thùng mướp màu trắng rồi đó, rất là xa nha anh em. Cái này mà anh em, nếu mà anh em xịt thuốc mà xịt ít đó, là anh em chạy găng tay rồi. Còn nếu như mà anh em là cái người mà xịt mướn, xịt thuê á, là anh em lên ga là con này chạy 6-7 bét là vô tư luôn nha. Quá khỏe luôn anh em ơi. Ở chạy mà anh em xịt thuốc giường, giường mai hay là giường nhà này kia, anh em chạy găng tay đủ xài rồi, không cần lên ga. Còn anh em xịt theo bình mà xịt nhiều cho người ta đó thì anh em 5-6 bét là vô tư 6 bét luôn. Này là con Echo, đầu của nó là cái đầu 32 ly 23C ha, máy ở bình xăng trên. Còn cái thùng, mã thùng của nó là SHG050 nha. Đó, con này là thùng 20 lít luôn nè, anh em đổ đầy lên đây có thể được 21 lít luôn. Đó, vừa khỏe mà lại được nhiều nữa ha. Rồi dây đeo ốp lưng đầy đủ nè. À, cái này cái cọng dây để anh em gắn với bét nè, cái này zin theo nó có sẵn nè. Rồi thêm hai món cho mình nữa là một cái tiếp mở bugi và một cái bugi nữa, là tổng cộng 3 món nha anh em, tính luôn cái cọng này ha. Rồi B10 giá 1.2 triệu nha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em hoặc là qua Zalo. Chào tất cả anh em.